Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Gaming. Và chúng ta đều biết rằng là nếu mà bạn nào mà để ý thì bên Anna Free Fire vừa đổi hết tất cả hình ảnh các thứ ở trên trang chủ sang chữ M. Thì chữ M này nó sẽ đánh dấu cái sự kiện Moco tái sinh. Đây, chúng ta sẽ có một sự kiện Moco tái sinh. Thì mình chưa thấy cái sự kiện này nó chạy ở server Việt Nam, nhưng mà chắc là cũng nay mai thôi. Đấy, chắc là nay mai thôi. Và hôm nay ở bên server Sinh thì họ đã bắt đầu chạy sự kiện, đó là Moco thức tỉnh hay là Moco tái sinh. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ có thấy là từ ngày 6 đến ngày 12 sẽ có sự kiện, đó là giải đố. Tiếp theo chúng ta sẽ có đó sự kiện đăng nhập để nhận quà là cái dùng Moco. Từ ngày 10 chúng ta sẽ có thử thách Moco để nhận được nhân vật Moco miễn phí này. Sau mình nhận được thêm đó là cái chày Moco, sau đó chúng ta sẽ có thể nhận được thêm hộp quà như là tượng đặt ở sảnh chờ. Khi đăng nhập hàng ngày chúng ta sẽ nhận được đó là cái huy hiệu hình không phải huy hiệu tam giác mà là huy hiệu hình gọi là cái kim tự tháp đấy. Huy hiệu đó sẽ sử dụng để đổi đồ, và nói chung là cái ngày chính thức của nó sẽ rơi đâu đó khoảng 18 tháng 9. Ok, thì ở bên này hôm nay họ đã ra mắt một cái sự kiện tên là The Puzzle, tức là sự kiện gọi là giải đố. Để ở đây nó có rất là nhiều những cái câu đố khác nhau. Ok, chúng ta sẽ thử chơi, tại vì là tôi nghĩ là cái này nó cũng sẽ mở server Việt Nam thôi, nên chúng ta cứ chơi trước để lấy kinh nghiệm. Ok, chúng ta sẽ phải tránh mấy cái cục này nó rơi vào đầu nhân vật Moco của chúng ta. Đấy, khi mà hết 600m thì chúng ta sẽ thắng cái câu đố đầu tiên này. Đấy, và chúng ta có thể đi tới đó là khu vực gọi là phòng thí nghiệm. Đấy, phòng thí nghiệm. Ok, tìm the door to unlock. Đấy, find the door to unlock, tức là tìm cái cửa để mở khóa. Nhưng mà đây thì nó không phải tiếng Việt. Đấy, thì đây nó là một câu đố mẹo, thì chúng ta phải tìm chữ door, tức là D-O-O-R. Đấy, được không anh em? Đấy, mấy câu đố này tôi nói với anh em này, lừa trẻ con thôi, lừa nào tôi. Rồi, bây giờ nhập password Moco. Ôi sao, nhập vâng, nhập password Moco. Password là gì ta? 1234 à? Đấy, nó chả có chỉ dẫn gì nhờ. Làm sao mà mình có phải là anh, là chị, là em của con Moco đâu mà mình biết. Đấy, tôi có chơi con Moco đâu mà biết. Không biết là nó dùng số gì ta. Vâng, chắc là nó sẽ dùng một cái số gì đó. Chúng ta thử kiểm tra. Đây rồi, tưởng dư lao 145850. Đấy, dồi ôi, tưởng dư lao nó chính là cái đồng hồ ở trong game anh em ạ. Và nó là cái đồng hồ. Vâng, dễ. Game là dễ. Ủa, cái gì đây? À, ủy quyền để vào chương trình à? 2215 26 26 33 45 33 36 26 14. Nó là cái gì ta? Và nó là cái gì ta? Là gì nhờ? Và cái này thì không phải là 22 thì là... À, cái này thì như nào nhờ? Và tôi đang chưa hiểu anh em ạ. Tôi vẫn đang chưa hiểu được cái câu đố này. Sai mật khẩu rồi. Như vậy là không phải. Ở đây chúng ta sẽ thấy là có hàng 1234 này là hàng dọc, và hàng 123456 là hàng ngang. Thì mình nghĩ là nó sẽ là những cái ký tự mà tương tự với cả cái vị trí đấy. Ví dụ như là 22 thì là dọc ở chữ số 2, ở hàng trên là chữ B, nhưng mà ở hàng dưới là số 2 nó sẽ là chữ H. Đấy, ví dụ như 22 thì là các bạn gióng hàng trên và hàng ngang, hàng dọc và hàng ngang thì nó sẽ là chữ H. Đấy, B. Không phải. Đấy, ok, mình đoán là nó sẽ là theo hàng dọc. Đấy, thì chữ 22 này chắc là nó sẽ là chữ H. Nó sẽ là chữ H. Ví dụ như 22 thì không thể là BB được. Đấy, ví dụ như là mình thấy số 2 là ký tự thứ 2 thì nó sẽ không phải là BB. Như vậy ở đây nó sẽ có mấy chữ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó sẽ có 10 chữ tất cả. 10 chữ tất cả thì mình vẫn đang chưa... nó cái này nó sẽ phải ghép thành một cái câu. Mình đang nghĩ là như thế, nó sẽ phải ghép thành một cái câu gì đó, và câu đấy câu cửa miệng của Moco. Đấy, ví dụ như 2 với 2 gióng vào với nhau sẽ là H này, rồi 1 với 5, 1 là A này, nhưng mà 5, 5 là E. Đấy, hàng 1 số 5 thì là E, tức là H E. Đấy, H này E. Tôi nghĩ là H E 1 đến 5 là E này. 2 với 6 là chữ L, 2 chữ L liền. À, như vậy là Hello World. Đấy, à, như vậy là Hello World anh em ạ. Vâng, như vậy là mình đã khám phá ra cái câu trả lời rồi. Đây, cái chữ Hello World này là cái chữ mà Moco hay nói trong cái sự kiện Moco thức tỉnh này. Đấy, sời, nói gì đi anh em. Đấy, vượt qua luôn, nói gì đi anh em. Sời, như vậy là mình đã nhận được quà của sự kiện Moco tái sinh rồi. Quá dễ, quá đơn giản, quá đơn giản. Đơn giản cho đội bán rổ. Đấy, ok con dê. Đấy, Moco. Sa.
Và như vậy là nhận được cái banner và cái hình của Moco thôi, cũng không có gì nhiều, nhưng hy vọng là về server Việt Nam thì bên Việt Nam sẽ Việt hóa lại cho anh em dễ hiểu hơn. Ok, hôm nay thì ở bên các server nước ngoài mình phát hiện ra một cái vụ rất hay, đó là quà đặc biệt dành cho cựu binh. Đấy, tức là ví dụ như là 14 ngày các bạn không đăng nhập vào trong game thì khi các bạn quay trở lại cái tài khoản của các bạn sẽ nhận được 3 khẩu súng. Đầu tiên thì đó là MP40 chuồn lam, ngon không anh em? Vâng, chuồn lam 7 ngày quá phê, độ bắn dê. Đấy, cầm chuồn lam vào bắn đi, bắn cả thế giới luôn, bắn nó gọi là ối rồi ôi luôn, bắn nó phải gọi là đỉnh của chóp, bắn nó lên bờ xuống ruộng luôn anh em ạ. Được không? Và sau khi đăng nhập 7 ngày sẽ nhận được đó là M249 Punk. Đấy, quá ngon. Tức là nhận là 2 skin súng free. Và ngoài ra nhiệm vụ cựu binh thì chắc là sẽ được thêm skin súng free nữa. Đấy, nói chung là cái sự kiện, cái cách mà để làm sao mà chúng ta có thể lấy được cái sự kiện cựu binh này thì đơn giản là anh em tìm một cái tài khoản nào anh em 14 ngày chưa đăng nhập vào trong game, hoặc là sau này anh em muốn mỗi lần cái này nó cập nhật ấy, anh em tạo sẵn tài khoản xong vứt đấy. Đấy, thì sau này anh em sẽ có rất nhiều skin súng free. Đấy, thì đây là cái quà đặc biệt cho cựu binh, quà đăng nhập 7 ngày thì nhận được MP40 chuồn lam 7 ngày cộng thêm mèo M249 Punk. MP40 chùa lam 7 ngày cầm là phê rồi, cầm phê loi ra. Đấy, ok, chúng ta có thể vào trong cái mục đấy là cái mục nhiệm vụ cựu binh. Thì trong nhiệm vụ cựu binh thì chúng ta sẽ còn một khẩu nữa, đó là khẩu MP5 thỏ quậy. Đấy, quà trở lại. Đấy, khi mà làm hết 15 nhiệm vụ ở đây chúng ta sẽ nhận được khẩu MP5 thỏ quậy. Khẩu này hồi trước chúng ta nạp thẻ nhận được rồi, nhưng mà bạn nào mà chưa lấy được khẩu này, khẩu này khá ngon. Đấy, khẩu này khá ngon nha anh em nhá, cộng một tốc độ bắn. Đấy, quá thơm, một đội bắn cơm luôn, một tốc độ bắn một độ chính xác quá thơm. Tự nhiên quà trên trời rơi xuống chả cần làm gì, không làm vẫn có ăn. Đấy, và cuối cùng thì tăng nhập 7 ngày sẽ nhận được đó là M249 Punk, quá phê. Đấy, khẩu này thì nói chung khẩu M249 này nó cũng chả phải quá đặc biệt, nhưng mà cứ có skin súng free chơi là tốt rồi. Ok, và tuyên bố là bên server này nhá thì gọi là MP40 chuồn lam đồ quốc dân. Không biết là anh em đã có phát hiện ra cái vụ này hay không, anh em thử server Việt Nam xem có được không nhá. Tất cả tài khoản của tôi ở server Việt Nam hiện tại thì nó đều chưa đăng nhập quá 14 ngày, thì anh em thử test xem ở server Việt Nam chúng ta có không. Một đàn chim chích chạy đây rồi bắn toang người ngay, mấy cái thằng ranh đồng à, làm sao mấy ông ranh đồng này tuổi luôn, ui xôi ôi, đạn ra là vào đầu luôn, triple kill dành cho vị trí của Rikaki Gaming, headshot, đấy, bắn nó phải one shot, đấy, 2001 kim cương, đấy là đủ tiền chơi MP40 luôn, suýt nữa mua nhầm M4A1 anh ạ, đấy, quốc dân, thì mình có thằng chạy nhanh thế, vâng, thằng Farazan chạy nhanh ấy, vâng, sợ đấy, bạn làm tôi sợ đấy. Bà làm tôi giật mình đấy, bạn cẩn thận, bạn cẩn thận hộ tôi nhá. Đấy, toang chưa, một pha đẩy lên đến vị trí area kia mình, streamer gà nhất Việt Nam. Đấy, nhưng mà sang Indo thì đỡ gà hơn, đấy, Indo mấy thằng này nó gà hơn tôi. Đấy, nhưng mà đây là rank thấp thôi, rank đồng thôi, chứ lên tầm rank bạch kim kim cương bắn nó nát đít. Đấy, nhưng mà đợt này được cái là rank kim cương nó cũng, rank ở bên server Indo này nó cũng không bị lag lắm. Đấy, đợt trước tôi chơi toàn tinh 300-400. Ok, nói chung là khẩu chuẩn lam này khẩu rất mạnh, tăng cho ta một tốc độ bắn, 2 sát thượng, 2 băng đạn. Đấy, như cứ nhiều đạn là tươi rồi, MP40 thì cần gì nữa ngoài đạn đâu. Nếu mà có khẩu này gọi là free mà dùng 7 ngày cũng gọi là phê đúng không anh em, quá phê luôn, đòi hỏi gì nữa, quá phê rồi, bắn dê nào, làm sao, ui, vâng, đạn xa là vào đầu. Ok, đứng đây chúng tôi, đạn ra là vào đầu. Naira Auna này, khổ thân ông Nopan chạy qua ngay quả headshot, khổ thân. Game là dễ, thật ra thì mình sang đây mình biểu diễn cho mấy thằng Indo xem vớ vẩn thôi, còn ai chả biết là mình bắn ngu đúng không anh em. Sáng nay có nhiều bạn, sáng nay tôi review cái khẩu MP5 Mộc Pháp ấy, có mấy bạn kêu là bắn ngu thì đừng có nhận xét súng. Thì tôi nhận xét ở góc độ của người bắn ngu mà anh em, chứ còn ví dụ như là anh em mà bắn giỏi anh em có thể xem một số những cái kênh mà người ta bắn giỏi hơn, ví dụ thế. Đấy, còn tôi kênh của tôi nói thẳng là dành cho anh em bắn ngu. Đấy, anh em bắn ngu hoặc là bắn giỏi hơn tôi một tí. Đấy, mình có kênh, ví dụ như bây giờ ai cũng lập kênh bắn hay thì mình lập kênh bắn ngu được không anh em. Ai bây giờ cũng lập kênh bắn, ai cũng làm kênh bắn hay thì mình làm kênh bắn ngu là hợp lý rồi. Đấy, bây giờ tôi nói với anh em nhé, lập kênh bắn hay phải cạnh tranh với người bắn hay. Đấy, mình lập kênh bắn ngu, bây giờ chẳng lẽ có người cạnh tranh kênh bắn ngu với mình. Đấy, chẳng lẽ thi xem ai bắn ngu hơn à.
Đấy, thế nó mới hay anh em ạ, thế nó mới hay. Đấy, nhưng mà mình bắn ngu, mình cũng làm được YouTuber. Nên là anh em cứ cố gắng nhá, trong cuộc sống chúng ta cũng có ước mơ. Đấy, kể cho dù bạn học không được giỏi, sau này bạn vẫn có thể đi theo cái ước mơ của mình. Tất nhiên là ở mức độ nào đấy. Đấy, ví dụ như anh em ước mơ là bác sĩ thì chắc chắn anh em phải học giỏi. Anh em ước mơ là bác sĩ mà anh em học không giỏi thì toan. Đấy, nhưng mà có một số nghề, ví dụ như anh em không cần học quá giỏi. Đấy, nhưng mà học vừa phải thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta gọi là biết tích lũy kiến thức, kiên trì thì chúng ta cũng có thể làm được. Đấy, 3-0 rồi. 3-0 rồi, hình sử ôi anh em cứ đi bắn huyền thoại, huyền thiếc cái gì. Đấy, cứ làm mấy cái nick rank đồng này vào giải trí anh em ạ. Suy cho cùng đi game để giải trí thôi anh em. Không biết là bên server Việt Nam mình có phát mấy khẩu này trong mấy sự kiện cựu binh không? Thì anh em test thử cái này giúp tôi nhá. Tìm một tài khoản nào mà 14 ngày chưa đăng nhập vào trong game. Anh em kiểm tra xem là bên server Việt Nam chúng ta có nhận được quà tương tự như này không. Thì anh em comment ở phía dưới video này nha, để cho tôi được biết. Và nếu được thì anh em để lại tôi xin một like, một subscribe để được đẹp trai và được xinh gái. Đấy, ok, một pha đẩy lên nào. Tầm này ngại gì va chạm nữa. Còn đằng nào ở đâu, còn đằng nào, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. À làm sao đấy, bắn gọi là mất người, bắn gọi là phê luôn. Ui, chống đỡ áo hiền nhỉ. À, chống đỡ này. Ôi, chả được quả hết chọt nào anh em ạ. Vâng, chả được quả hết chọt nào. Ok, thì đó là thông tin của mình liên quan đến sự kiện Moco sắp ra mắt, cũng như là cái khẩu MP40 chuẩn lam được tặng free. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, đừng quên để lại cho mình một like và subscribe nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau nha. Bye bye.